Mình chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Bốn nghề kiếm hàng trăm triệu, thậm chí vài tỷ mỗi tháng bất chấp dịch Covid-19. Làm nghề gì để không lỗi thời, dễ kiếm tiền, nhu cầu tuyển dụng cao, không lo thất nghiệp là câu hỏi được nhiều người dù già hay trẻ vẫn rất phân vân, không biết nên lựa chọn nghề nghiệp nào cho mình. Cho dù bạn là người mới tham gia vào thị trường lao động hay đang có kế hoạch thay đổi nghề nghiệp thì một trong những điều bạn quan tâm nhất chắc chắn vẫn là mức lương. Mức lương làm việc phải đủ để bạn chi trả các chi phí sinh hoạt cho gia đình và tiết kiệm cho tương lai. Trong khi nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19 thì vẫn có những công việc mang lại thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi tháng khiến nhiều người choáng ngợp. Thứ nhất, môi giới bất động sản đút túi tiền tỷ. Anh Hải Phong, một môi giới bất động sản tự do tại Hà Nội chia sẻ. Trước đây, anh đã từng có gần 10 năm làm nhân viên môi giới bất động sản cho một sàn có tiếng tại Hà Nội. Thông thường, giám đốc bán hàng có thể chốt tới hàng chục mảnh đất trong một tháng, mang lại thu nhập từ 2 tới 3 tỷ đồng một tháng là chuyện thường. Những mùa sôi động, các cá nhân có tiếng có thể bán hàng chục, thậm chí hàng trăm mảnh đất trong một tháng, thậm chí trong một tuần. Những mùa sôi động, các cá nhân có tiếng có thể bán hàng chục, thậm chí hàng trăm mảnh đất trong một tháng, thậm chí trong một tuần. Giám đốc bán hàng có thể chốt tới hàng chục mảnh đất trong một tháng, mang lại thu nhập từ 2 tới 3 tỷ một tháng là chuyện thường. Anh Hải Phong, một môi giới bất động sản chia sẻ. Trong số tiền đó, công ty môi giới phải chi từ 5 tới 25% tiền hoa hồng cho chuyên viên kinh doanh bất động sản. Như vậy, trung bình, bán một căn nhà hay mảnh đất tầm 1 tỷ đồng thì chuyên viên kinh doanh bất động sản có hoa hồng từ 1 tới 2,5% giá trị giao dịch, tương đương từ 10 tới 25 triệu đồng một mảnh. Mỗi tháng trung bình, các chuyên viên kinh doanh bất động sản bán từ 5 tới 7 mảnh đất thì có thu nhập từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Tại Việt Nam, theo đánh giá từ chuyên trang về tìm việc làm thì bất động sản đang là một trong 3 ngành nghề được trả lương cao nhất với mức lương trung bình khoảng 15,4 triệu đồng, mức lương cao nhất lên tới 70 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, khảo sát cho thấy tổng thu nhập của nhóm môi giới bất động sản làm việc cho các chủ đầu tư lớn có tên tuổi hoặc những công ty niêm yết luôn đạt trung bình trên 30 triệu đồng mỗi tháng. Thậm chí, vào lúc cao điểm, nhiều nhân viên môi giới có thể kiếm số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng hoặc tỷ đồng mỗi tháng. Mức tổng thu nhập này được tính theo công thức bao gồm lương cơ bản, chiết khấu hoa hồng và phụ cấp của công ty. Với một nhân viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp, thu nhập thường không chỉ dừng lại ở lương cơ bản mà phần lớn đến từ hoa hồng bán hàng. Các đại lý, công ty môi giới sẽ đưa ra các khoản phụ cấp và chi trả hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm của sản phẩm. Và đó cũng chính là lý do mức thu nhập của nhà môi giới có thể cao gấp rất nhiều lần mức lương trung bình. Thứ hai, môi giới đầu tư chứng khoán bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi tháng. 2 năm trở lại đây, chứng khoán trở thành một sân chơi cực hot, thu hút rất nhiều nhà đầu tư mới. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, trong tháng 3 vừa qua, số tài khoản giao dịch nhà đầu tư cá nhân mở mới ghi nhận tăng thêm 271.619 tài khoản. Lũy kế tới cuối tháng 3 năm 2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt gần 5 triệu tài khoản. Theo dữ liệu từ thống kê, dân số Việt Nam tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2022 là 98,7 triệu người. Như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán đã chính thức cán mốc 5% dân số. Sự bùng nổ của những F0 tham gia thị trường chứng khoán cũng đã khiến nghề môi giới chứng khoán trở nên cực hot. Trên các diễn đàn, các hội nhóm đầu tư chứng khoán miễn phí, có thu phí, liên tục được lập ra, thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhà đầu tư tham gia. Một nhân sự môi giới chứng khoán đạt mức lương 100 triệu một tháng đã là câu chuyện không xa lạ. Thạch Thảo, 25 tuổi, giám đốc kinh doanh một công ty chứng khoán tại Hà Nội chia sẻ. Phương Thanh, một nhân viên tư vấn tại Hà Nội chia sẻ, thu nhập của các nhân viên môi giới chứng khoán bao gồm hai phần là lương cứng và hoa hồng, thông qua doanh thu từ giao dịch của khách. Thông thường, lương cứng cho một môi giới chứng khoán thấp so với các vị trí khác thuộc ngành tài chính, dao động từ 2 tới 5 triệu đồng một tháng. Để đạt mức thu nhập cao, đồng nghĩa với việc cần tiếp cận được nhiều khách hàng, càng nhiều khách thì mức lương của môi giới viên càng cao. Phương Thanh cũng tiết lộ, thời gian gần đây, mỗi tháng mức thu nhập của cô cũng lên tới 100 triệu đồng từ hơn 100 khách hàng mình quản lý. Chỉ mới 23 tuổi nhưng Bảo Ngọc, đang làm môi giới cho công ty chứng khoán V, đã có mức thu nhập mà bạn bè mơ ước. Cô thừa nhận là môi giới chứng khoán nhanh giàu hơn nhiều nghề khác. Lộ trình tăng thu nhập của Ngọc tiến triển nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa nhờ vào sự nhạy bén của bản thân. Gần đây, trung bình mỗi tháng,
mức thu nhập của Ngọc đạt gần 200 triệu đồng. Trong khi đó, Thạch Thảo, 25 tuổi, là giám đốc kinh doanh của công ty chứng khoán lớn và cũng có 3 năm kinh nghiệm trong nghề, chia sẻ. Một nhân sự môi giới chứng khoán đạt mức lương 100 triệu đồng một tháng đã là câu chuyện không còn xa lạ. Điểm đặc biệt nhất của nghề này là không phân biệt tuổi tác. Bên cạnh đó, dù cũng mang tính sale nhưng yếu tố ngoại hình chỉ chiếm một phần nhỏ do tính chất công việc hầu như đều online. Nếu một bạn ra trường khoảng 1 tới 2 năm thì trung bình lương có thể rơi vào khoảng 20 tới 30 triệu một tháng, mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Nếu bạn có tố chất và thực sự chăm chỉ, bạn hoàn toàn có thể đạt được 40 tới 50 triệu đồng, Thạch Thảo đánh giá về mức lương trong ngành này. Thứ ba, thu tiền khủng từ các nền tảng mạng xã hội. Sáng tạo nội dung trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội, streamer, youtuber, tiktoker đang nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ. Theo đó, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh tầm trung để quay video, một tài khoản mail để tạo lập kênh YouTube, TikTok, Facebook cho riêng mình, ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung và kiếm tiền trực tuyến. Khi nghề YouTuber, TikToker đang dần trở nên phổ biến, lượt view trở thành mục tiêu kiếm tiền, nhiều cá nhân đua nhau sản xuất video. Thống kê trên trang Skillblade cho thấy, thu nhập của các YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam khá cao, đạt từ 12.000 đô la Mỹ đến 198.300 đô la Mỹ một tháng. Theo thống kê trên trang Skillblade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín trên thế giới, thu nhập của các YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam khá cao như Độ Misi, kênh Misi Gaming từ 12.000 đô la Mỹ tới 198.300 đô la Mỹ một tháng. Chủ kênh Hậu Hoàng nhận về từ 5.000 đô la Mỹ đến 95.200 đô la Mỹ một tháng. Kênh chuyên review du lịch Khoa Pắp thu nhập từ 1.500 đô la Mỹ đến 22.500 đô la Mỹ một tháng. Trong khi đó, theo một báo cáo gần đây của công ty liên doanh Singlefy, hơn 50 triệu người đang tự coi mình là những nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng trên TikTok. Có lẽ đây chính là lĩnh vực hoạt động có tốc độ phát triển nhanh nhất. Một phần nhờ vào đại dịch Covid-19, khi mọi thứ phải diễn ra chủ yếu thông qua hình thức trực tuyến, mọi người bị mắc kẹt ở nhà và không tìm kiếm được việc làm. Chính điều đó đã khiến họ phải học cách để thích ứng với thời đại, và TikTok chính là một miền đất đầy hứa hẹn. Việc tạo lập một kênh YouTube, TikTok riêng dễ dàng cùng với thu nhập đáng mơ ước, YouTuber, TikToker đang dần trở thành một nghề phổ biến trong xã hội. Với sự cạnh tranh khốc liệt, buộc các kênh phải sáng tạo về nội dung, đầu tư về phương thức sản xuất mới có thể giữ được chân người xem cũ và thu hút người xem mới. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý ở đây là trên thực tế thì thu nhập từ YouTube, TikTok của các chủ kênh tại Việt Nam vẫn là một ẩn số và không có công thức nào có thể đo đếm được một cách chính xác doanh thu mà chủ kênh có thể thu về. Những tính toán của những chuyên trang thống kê cũng chỉ được đưa ra theo hình thức ước đoán và có biên độ dao động cực kỳ lớn. Trong khi đó, những chủ kênh thường rất ít khi tiết lộ về mức thu nhập thực tế của mình. 4. Nhân viên lập trình viết phần mềm cao nhất 400 triệu đồng một tháng. Báo cáo hướng dẫn lương 2022 của Adecco Việt Nam mới đây cũng đã đưa ra con số choáng ngợp về mức lương khủng của ngành công nghệ thông tin, cao nhất là 400 triệu và thấp nhất là 15 triệu. Mức lương khủng của ngành công nghệ thông tin cao nhất là 400 triệu và thấp nhất là 15 triệu khiến nhiều người choáng ngợp. Vị trí kiếm bộn tiền dẫn đầu bảng xếp hạng là CIO và CTO thuộc lĩnh vực phần mềm. Cụ thể, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhân sự có thể nhận từ 180 tới 250 triệu một tháng nếu ở mức từ 1 tới 5 năm kinh nghiệm, 250 tới 400 triệu đồng một tháng nếu có thâm niên trên 5 năm. Tương tự ở Hà Nội, mức lương tuy không cao ngất ngưởng như ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn thuộc hàng top với 130 tới 275 triệu đồng một tháng cho người trên 5 năm kinh nghiệm. Từ 1 tới 5 năm kinh nghiệm được trả từ 90 tới 165 triệu đồng một tháng. Nối gót là vị trí giám đốc công nghệ thông tin với mức thu nhập từ 80 tới 240 triệu đồng một tháng mảng IT in-house. Còn ở lĩnh vực thương mại điện tử, trưởng bộ phận thương mại điện tử kinh doanh là các vị trí cấp cao với thu nhập từ 60 tới 180 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, QA, QC, Infrastructure Manager, Customer Success Manager, quản lý công nghệ thông tin là các vị trí chưa bao giờ giảm nhiệt trong thị trường lao động công nghệ thông tin với mức đãi ngộ cao nhất lên đến 160 triệu đồng một tháng. Adecco chỉ ra thêm, khi việc tương tác trực tuyến ngày càng phổ biến, các vị trí sáng tạo liên quan đến trực quan và trải nghiệm trực tuyến như thiết kế đồ họa, thiết kế UI, UX cũng được đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ từ 15 tới 80 triệu đồng một tháng để chiêu mộ nhân tài với điều kiện không quá khắt khe về kinh nghiệm. Lương 100 triệu đồng mỗi tháng cũng có cái giá của nó.
mức độ đào thải khắc nghiệt hơn nhiều các công việc thông thường. Dù ký hợp đồng lao động 3 năm, nhưng nếu không cố gắng, mình hoàn toàn có thể bị thay thế. Minh Kỳ, kỹ sư lập trình chia sẻ. Tuy nhiên, theo jobstreet.com, dù công nghệ thông tin đang nằm trong top 10 những ngành nghề có mức lương cao nhất tại Việt Nam, song những người làm trong lĩnh vực IT có thu nhập hàng trăm tỷ mỗi năm vẫn là hiện tượng hiếm. Những người làm việc trong lĩnh vực này chia sẻ, kỹ sư IT có thể thu nhập 100 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ phải đánh đổi nhiều hơn về thời gian, sức khỏe so với người nhận lương vài chục triệu đồng. Minh Kỳ, một kỹ sư lập trình tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, lương 100 triệu đồng mỗi tháng cũng có cái giá của nó. Trước đây, anh làm việc trong công ty Việt Nam, dù lương không cao nhưng có nhiều thời gian dành cho gia đình, chế độ đãi ngộ tốt. Nhưng khi chuyển sang làm việc cho công ty nước ngoài, các phúc lợi cơ bản bị cắt bỏ. Ngoài ra, anh cũng luôn phải chuẩn bị tâm thế công ty có thể phá sản bất kỳ lúc nào. Tháng này nhận lương 100 triệu, tháng sau thất nghiệp là bình thường. Ngoài ra, các công ty này chỉ ký hợp đồng từ 1 đến 3 năm. Nếu không cố gắng, mình hoàn toàn có thể bị thay thế. Mức độ đào thải khắc nghiệt hơn nhiều làm việc cho một công ty trong nước, Kỳ nói.